Mệnh nam tên là Hồ Công Chiến, địa chỉ TP Hồ Chí Minh, mệnh là Thạch Lựu Mộc, ngày sinh dương lịch là 19 tháng 10 năm 1980 lúc giờ 9, ngày sinh âm lịch là 11 tháng 9 năm 1980 lúc giờ Tị sinh vào năm Canh Thân có ngũ hành là Thạch Lựu Mộc tháng bính tuất có ngũ hành là ốc thượng thổ ngày ất sửu có ngũ hành là hải trung kim giờ tân tỵ có ngũ hành là bạch lạp kim với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu mộc. 11% là ít, hỏa 7,5% là quá ít, thổ 14,7% là ít, kim 61,3% là cuối nhiều, thủy là 5,5% là quá ít, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm. Nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố, một là do vấn đề thời gian, hai là do môi trường. Tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh Thạch Lựu Mộc có nhiều ngũ hành Kim là Kim chủ về nghĩa, tính tình cương trực, mãnh liệt. Người mà Kim thịnh là người không béo không gầy mặt trắng trẻo lông mày cao mắt sâu sức khỏe tốt tinh thần minh mẫn tác phong quyết đoán trọng nghĩa khinh tài tự trọng người mà kim mạnh quá thì hữu dũng vô mưu tham muốn bất nhân người mà kim không đủ thì vóc người gầy nhỏ tư cách vô tình có khi nham hiểm ham dâm háo sát biển lận Tham lam, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh. Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ. Họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ Hồ đối với mệnh này là tốt ngoài ra họ Hồ ý nghĩa là ao hồ, nơi chứa nước. Sự rộng rãi họ này chủ về những người mưu trí thông minh, ngũ hành thuộc thủy, sinh ra mộc, được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên công đối với mệnh này là khá ngoài ra tên công ý nghĩa là công bằng và chính trực, không nghiêng về bên nào đề cập đến những người ngay thẳng, công bình mà vô tư, tốt xấu, không bao che. Cho nên lớn nhỏ không gì mà không chuyên trở. Ngũ hành thuộc thổ sinh ra kim, được hòa tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với mộc tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ. Tên mà tốt thì có được thành tựu, tên xấu thì vất vả gian nan, nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn, tên chiến đối với mệnh này là tốt, ngoài ra tên chiến ý nghĩa là sự ganh đua thi đua, thể hiện người có ý chí biết đấu tranh vươn lên. Ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành thủy hay có nhiều ngũ hành, hỏa vào trang website tên hay bế cưng com Có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hồ Chí Minh. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành hỏa đối với mệnh này là tốt mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 có thủy thịnh, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 có hỏa thịnh. Khí hậu dung hòa không có đồi núi. Địa hình thành phố trải dài theo trục đông tây. Nơi này phù hợp với người cần hỏa và mộc.